Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở An Giang để quay chiếc tàu cá hạ thủy cho mọi người xem đây. Thì mình sẽ nói sơ qua, chiếc này có chiều ngang là 5m6, chiều dài là 22m5, tâm hạ là 1m, tâm hạ là 3m4, có gắn động cơ là Mitsubishi S6R, chạy hộp số là 14 turbo ở turbo. Ồ, cái này dạo này nói chuyện hay cà lăm quá, các bạn xem có chỗ này sót thông cảm cho mình nha. Thì đây là trước giờ hạ thủy cho nên mấy anh đã chuẩn bị xong xuôi sẵn sàng hết đây các bạn. Chiếc này là cabin 3 tầng ha. Đây thì cái ghe này là ở Cà Mau hả các bạn. Đây là chiếc đực, còn chiếc cái đã xuống nước rồi, mình không có quay được chiếc cái cho mọi người xem. Ghe biển thì thường người ta không tính tấn nha các bạn, mình cũng không biết bao nhiêu tấn luôn. Đó, trên kia thì cẩu chữ A, chiếc này là mới hoàn toàn luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ lại cận cảnh cho mọi người xem. Thì có nhiều anh em các bạn thắc mắc là tại sao người ta không dùng phao để xuống nề cho nó dễ, nhưng mà tàu cá thật sự nói thì dùng phao rất là khó nha các bạn. Cái lơ ký nó rất là cao. Cho nên nó rất là khó. Đó, bây giờ thì mình sẽ lại đằng kia. Chút nữa đây cho các bạn mọi người xem xuống này một cách rất là trơn tru và đẹp mắt. Chạy một cái dù xuống nước luôn nè, rất là phê ha. Đây mình sẽ lại gần cho mọi người xem ha. Máy tời mấy anh đang lôi xuống này. Chiếc này khá là khổng lồ, bự khủng khiếp nha các bạn. Đây. Mình lấy giò thắng luôn mới ghê chứ. Máy tời để lôi chiếc ghe xuống từ từ ha. Đây là D12 hay D15 gì đây. Đây cho các bạn xem cái đường dây ở phía sau này. Đây bây giờ đi xuống đây cho mọi người xem. Đó, cái này là người ta chưa gắn chương trình cho nên người ta phải lấy đồ bọc cái tiếp lái này ha. Di chuyển được một chút rồi nè. Này cái chỗ này chút nữa thì sẽ xuống đây nè. Canh cái nước lớn lên tí xíu là cho chạy phát một xuống đây coi rất là phê nha. Đây. Quay dẫn ngược lên cái đích tàu nè các bạn thấy không? Wow, má ơi nó bự khủng khiếp. Các bạn thấy nhìn thằng em nè, thằng em đứng kế bên nhỏ xíu xíu luôn không? Coi hạ thủy kiểu này thì rất là phê, mình rất thích hạ thủy kiểu này nè các bạn. Chạy tự do coi đã lắm nè, ở bên trưa dưới nè. Ồ, ông lăng nhìn nó đẹp ghê ha, sắp xếp đâu vào đấy chứ. Là xong hết trơn, còn là cho chạy cái đó là xong. Này bánh lái cũng chưa có gắn luôn. Nó cái cục ru 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 ra nhìn đã ha. Đây bây giờ thì chiếc tàu đang lăn nha các bạn. Thì qua video này thì anh em nào có nhu cầu kéo đẩy thì có thể liên hệ số điện thoại của anh Sơn. Anh Sơn, anh đọc số điện thoại cho em anh Sơn. Anh Hồng lộn. Số điện thoại 083 678 2357. Đó thì anh em nào có nhu cầu kéo đẩy tàu cá thì có liên hệ trực tiếp anh Hồng ha. Anh Hồng sẽ là cũng giống như ảnh là chuyên kéo đẩy ghe xà lan gì đó, anh cũng chơi luôn. Đây đang xuống ống lăng này các bạn. Đây cái lời ký đang cài đằng kia này. Bởi các bạn kêu làm sao mà xuống được cái phao được. Không thể nào xuống cái phao được nè. Phao rất là khó ha. Cái chiếc tàu đang di chuyển nè. Bạn nhìn thiệt là chậm mới thấy được ha. Nó đang cài củ vô đất nè. Không, nhìn thấy nó là chậm chưa. Nó bá vô cái sình để cài đó. Đang di chuyển chút nữa gần tới nước á. Để cái này là tại vì có bạn biết sao không? Mình có hỏi là người ta chưa gắn chương trình bánh lái là tại vì lý do là người ta cho xuống nước người ta mới gắn, chứ để mình không xuống dưới là có thể là cái bánh lái đập cái chương trình rồi nó mẻ. Cho nên là người ta chưa gắn cái bánh lái vô ha, cái chương trình. Ghê thương, làm thẳng dây nha anh ơi. Này ổng lăn đang lăn. Trên quá trời. Dịu niêm luôn cũng tiếp ha. Cái gì? Ông lăn là ông lấy ngay em ạ. Lăn mà lỏng ngay lên đi. Chiếc này xong hết chắc cũng bộn tiền á anh Hồng. Dạ. Yeah. Chiếc này cũng mười mấy tỷ em. Dạ, yeah, mười mấy tỷ. Gỗ thì chắc gỗ trò quá anh Hồng. Rồi, sến. Sến hả? Ồ, gỗ sến rồi mắc tiền lắm nha các bạn. Ừ, lăn tiếp ha. Ừ, nó bỏ nó đây cho khỏe chút. Cái này là đúng là ống dầu khí luôn anh Hồng. Đúng rồi, ống dầu khí. Dạ. Nó mới chịu nổi. Chứ ống ba có độ đàn hồi. Dạ, chứ ba ống thép kia mình dễ chịu nổi. Nó quýu anh nó mốt. Quýu chịu không nổi.
Đây bây giờ cái lơ ký nó cài vô cái miếng cây rồi. Nên anh phải dở ra ha. Trời ơi chết luôn. Trời ơi chết rồi. Đi đi. Đặt đó. Luôn. Nhìn các bạn thấy cái này nó láng ghê chưa? Cho ông lăn cứ lăn từ từ xuống hoài ha. Các bạn thấy cái lơ ký bự khủng khiếp chưa? Chỗ này là được bọc thép nè, chỗ nhu nó đang lăn ngay dịu luôn các bạn thấy chưa? Máy trên kia đang chịu rồi. Di chuyển một cách rất là chậm nè, nguyên cái hệ thống ống lăn này lăn rất là đều luôn. Nhưng mà nó cũng hơi chậm, các bạn thông cảm ha. Đây bây giờ thì ảnh phải điều động chiếc cua xe cuốc lại để dịch cái miếng bỉ xích qua bên kia nha các bạn. Tại cái lơ ký á, nó bị dướng vô nè. Đó, dịch bỉ cho nó sát bên này. Tại cái lơ ký nó dướng vô trong là cái bỉ thì nó rất là không thể nào di chuyển xuống được. Chiếc xe cuốc Sumitomo 07 này. Giờ gạch cái miếng nó qua ha, xe cuốc gạch ra các bạn. À, thì lúc nào cũng phải có xe cuốc đồ đầy đủ đồ chơi mới xuống nó mới nhẹ nhàng được. Rồi bây giờ thì tiếp tục nha các bạn, tiếp tục đang di chuyển xuống ha. Tại vì nãy cái lơ ký ở phía sau nó đụng cho nên là mấy anh đang lái cái chiếc tàu qua phía bên kia lại để cho đừng đụng. Có thể nói là nó rất là đang xuống dốc rồi. Quá hai chiếc tàu phải nói bự khủng khiếp. Có một cái bô là máy của tàu, bô là máy phát điện ha. Ở phía trước thì mấy anh cũng đang chịu cái tàu lại. Đây là đây cho mọi người xem nè. Ủa cái máy này đê máy gì anh? D4 à. Chịu để nó lôi xuống này các bạn, chịu vô cái đầu lô của tàu. Quá bự chiếc ghe, quay không hết cái máy quay luôn, không giáp luôn đó. Trên kia thì có một anh đang chịu dây này các bạn thấy chưa, anh ngồi trên đó nè. Cái tàu nó bự nữa mà người ta nhìn cũng không thấy luôn đó. Bự mà nó tròn. Đây các bạn, gần tới giờ hạ thủy, nãy giờ mình đợi khá là lâu rồi cho nên mấy ấy thôi, anh này anh chạy chiếc tàu kéo để anh dạt đường ngoài kia để cho tàu ghe đừng có vô nè, đừng tức là né ra ha. Đó, anh đi dạt đường phía kia phát tay để cho chút cho chiếc ghe xuống tự do các bạn. Đó, bây giờ thì mấy anh ở trên kia chuẩn bị nha các bạn, mình sẽ tìm một cái địa điểm thích hợp lý tưởng như thế này để quay cho mọi người xem nè, nhìn nó rất là phê. Chạy tự do phát một rồi ra tới này luôn. Nhìn cực kỳ đã ha. Đó, bây giờ mấy anh trên kia cũng máy móc máy tời để chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí rồi đó. Đó, đầu mấy anh nó sẽ tưới nước vô cái đường dây, thấy chưa? Tưới nước đường dây cho nó có cái độ ướt cho nó chạy cho nó mượt chút xíu, chứ không tưới nước đường dây thì nó ngay cũng hơi khó ha. Thấy chưa? Nhìn từ xa chiếc tàu khá là đẹp các bạn. Mấy anh tàu kéo dưới thì cũng đang đuổi gượt ghe để cho né ra ha. Đâu rồi, anh tàu kéo đâu rồi. Đây là chiếc cái nè. Anh đuổi ghe ra để cái thạnh đi để cho trước kia xuống đó. Mình khá là líu lo ha.
Chiếc cái này khá là bành trướng luôn, thấy chưa? Cái này bự khủng khiếp luôn các bạn. Đó, tàu kéo thì phải dẹp ra liên tục ở ngoài kia nha các bạn, không cho chiếc nào lại gần. Đây lại gần là nhiều khi cái tàu cá trên kia đổ xuống là nó rất là nguy hiểm ha, nên phải chạy dẹp phát tay ly chia hết. Đó, bây giờ thì mấy anh chủ tàu lên ảnh rửa cái chiếc ghe cái nha, rửa lấy nước anh rửa cái lô cái rồi bắt đầu là sẽ xuống luôn nha các bạn. Đó, mấy anh đứng ở trên núi ở trên lộn trên cá. Đó, đứng chờ coi ha, cái màn hạ thủy này rất là đẹp. Chắc ít khi những cái chiếc ghe được hạ thủy như thế này ha. Các bạn xem nha, xuống một cái một là nước non đẹp trời nè. Bên phía đằng kia thì canh cái đường gây rồi. Nước lớn ở đây là lé đé tới đó mới xuống được. Tại hồi sớm nước còn rất là gồng cho nên là không dám xuống, nguy hiểm hơn. Có là cái đông nha. Đó, anh người kia anh lấy tay anh khoắt liên tục. Bên kia có ghe chạy tới lưu hoài cho nên là anh phải ngoắt để không cho ghe vô ha. Đó, bây giờ thì chuẩn bị nha các bạn, xong hết trơn rồi. Đó, máy trên đây đã nổ máy rồi đó. Có thể nói là hơi lâu chút các bạn thông cảm nha. Đó, nó bắt đầu lăn rồi đó. Cái này quan trọng đó, nó lăn chậm đó. Dạ. Giây phút này phải nói là mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, phải thật hết sức là an toàn mới có thể xuống được ha. Nó là an toàn tuyệt đối ạ. Dạ. Đó, cái ông bên kia sao ông chạy ông liều dưới trời, người ta phát tay né né mẹ nó ra đi. Rồi có mấy anh ghe sẵn rồi. Đó, bây giờ tàu lăn bánh rồi đó. Đó, chiếc này là chơi có chấn là xuống luôn nè. Các bạn nhìn xem, cực kỳ đẹp mắt nè. Dạ, chỗ này quay đứng đẹp luôn đó bác. Xuống đẹp lắm. Xin nước nó bắn một cái nhìn chắc phê lắm ha. Chạy cái ra tới ngoài dưới tàu á. Đó, 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 cái chấn đi rồi đó các bạn. Tàu bắt đầu chụp xuống đó nghe, để xuống giá nè. Dạ. Đây, nhìn cái chiếc này nhìn tuyệt vời các bạn. Nó bắt đầu di chuyển xuống rồi đó. Rồi, rồi, bắt đầu lăn bánh rồi. Từ từ hạ thủy. Có mấy chiếc ghe đằng kia chạy quá ghê à. Chạy quay ra mặt nó ôi ôi quá đẹp quá. Quê nghe, đó, đi chưa. Ý, wow. Ôi ôi, nó đã mà mẹ ơi, nhìn nó xuống thiệt chứ. Ồ, đẹp cực kỳ chưa. Rồi, đi ra luôn rồi. Chớn đi khủng khiếp thiệt chứ. Chớn ra hết hồn quá. Cái chấn đi ra còn ngoài kia luôn kìa, chiếc ghe đằng kia đang đổ xuống nữa kìa. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, giữa xong hết luôn rồi, chiếc ghe kia kìa. Trời 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 trời, đứng ấy. Ngoài kia kìa, ra tới ngoài kia luôn kìa. Sát với chiếc ghe đằng kia đang đổ xuống nữa. Ông nội mẹ ơi, ghê thiệt chứ. Nguy hiểm thiệt. Cái này không cẩn thận là nguy hiểm cực kỳ, ông kia không chạy. Thẩm mà không chạy, người ta bung ra lúc ngoài kia đi không chịu. Ồ, quá đẹp mắt. À, bây giờ xong rồi nha các bạn, nhìn cái ghe xuống nước cực kỳ đẹp luôn. Cái quán tàu. Anh tàu kéo à. Cái anh xe la dắt vô ha. Kéo chạy cũng dữ tợn thì chứ, đầu tàu kéo sẽ lâu vô bờ. Đây là kéo đậu cặp cái chiếc này là một cặp luôn à. Cái này lúc nào chạy thử coi nó đã bác. Cái máy dưới là máy mới luôn hả bác hai? Ờ, giờ anh kia anh dục qua chiếc tàu kéo cho dòng đi. Xuống nước một cái nhìn đẹp trời. Ờ, giờ anh tàu kéo ảnh dòng chiếc kéo đực vô ha. Ồ, chiếc tàu kéo mà la dắt cái chiếc đực này đi cũng đắm đuối ha. À, lôi đi, xịt khói luôn à.
Rồi chắc có lẽ bây giờ mình sẽ tạm dừng tới đây nha các bạn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đưa vô đây thôi.